hàng chục ngàn tin, bài, thông tin nguồn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đăng tải trên hầu khắp các loại hình báo chí từ trung ương đến địa phương. Cùng với đó là hàng chục ngàn hội nghị, hội thảo truyền thông trực tiếp được tổ chức trên phạm vi cả nước. Hàng triệu bản ấn phẩm truyền thông đã phát hành đến từng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tất cả đã làm nên một bức tranh sinh động về công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018. Với việc phủ sóng đến trên 87 triệu người dân Việt Nam và hướng tới bao phủ toàn dân, thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang trở thành nhu cầu thiết thân của mỗi người, mỗi nhà. Và chính để thỏa mãn nhu cầu tự thân ấy của nhân dân, các hoạt động truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã, đang và sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tổng kết 5 năm thực hiện công tác truyền thông, đưa nghị quyết 21 của Đảng vào cuộc sống, truyền thông góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Truyền thông góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35, nâng tầm của bảo hiểm xã hội Việt Nam trên trường quốc tế. Tất cả những điểm nhấn đó đã tạo nên những dấu mốc quan trọng cho sự chuyển mình của truyền thông ngành bảo hiểm xã hội một năm qua, góp phần quan trọng cùng toàn ngành hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhìn lại, tổng kết, đánh giá những thành tựu, phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra những định hướng, chiến lược đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông trong thời gian tới, để công tác truyền thông tiếp tục chuyển mình, thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững của bảo hiểm xã hội Việt Nam.